Em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ nhé. Em là Sơn Đức Văn Tình đến từ Salon Yuskai Việt Nam, có địa chỉ tại số 77 phố Mai Phúc, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Hôm nay thì em lại có một cái sản phẩm rất là đẹp và siêu lướt để giới thiệu anh chị và các bạn. Trước mắt của anh chị và các bạn đây thì đó là chiếc xe Hyundai Creta, và đây là cái phiên bản 1.5 AT đặc bản đặc biệt anh chị nhé. Xe thì được trang bị ngoại thất tông là màu trắng và nội thất màu đen. Chiếc xe này của em thì sản xuất và đăng ký là năm 2022. Và đặc biệt lưu ý với các bác, đây là phiên bản nhập khẩu nha các bác, nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia. Đấy thì em mời các bác cùng em trải nghiệm quanh một lượt chiếc xe này từ ngoại thất rồi đến nội thất. Thì trong thời gian đó thì em cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin chi tiết về chiếc xe này với các bác nhé. Chiếc xe này của em thì sản xuất và đăng ký là tháng 5 năm 2022, xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Indo các bác nhé. Chiếc xe này của em thì đã lăn bánh được là 17.000 km zin và xe được bảo dưỡng full lịch sử tại hãng Hyundai. Đấy như các bác có thể thấy thì với một cái chiếc xe mới chỉ lăn bánh có 17.000 km thôi thì cái nốp của nó thì vẫn còn nguyên bản theo xe này, được sản xuất ở tháng tuần thứ 7 của năm 2022. Đấy, nốp thì còn rất là mới, nốp cung hô các bác nhé. Đấy, nà răng thì nguyên bản theo nhà máy sản xuất thì cũng còn rất là đẹp, chưa có xước xác gì cả. Đấy, tổng quan chi tiết ngoại thất của chiếc xe này thì tỷ lệ sơn zin em đánh giá thì nó còn khoảng lên đến tầm khoảng 90% là tỷ lệ sơn zin nha các bác nhé. Đó, thế còn xe đã sử dụng thì cũng không thể tránh được những cái điểm mà xước xác, nên là cái đấy thì các bác cũng không quá quan ngại đâu ạ, bởi vì mình đã mua qua, đã sử dụng không tránh được. Mình quan trọng nhất là cái kết cấu khung chỉ máy móc động cơ số không bị ngập nước, không bị thủy kích, cũng như là hồ sơ pháp lý để đủ điều kiện cho các bác sang tên, và xe không có bị phạt nguội các bác nhé. Km thì bên em bao zin rồi, mời các bác cùng xem qua tất của chiếc xe này nhé. Đó. Nội thất của chiếc xe này thì được trang bị nội thất ghế da nguyên bản của nhà máy, đi kèm với lại trên vô lăng có tích hợp đầy đủ cruise control này, đó, đèn auto phanh tay điện tử auto hold, màn hình tràn viền, điều hòa tự động các bác nhé. Đó, bản này thì chưa có cửa sổ trời này. Đấy, đặc biệt hơn nữa thì ở cái phiên bản này các bác thấy này, bản đặc biệt này là được trang bị cho chúng ta cái dàn âm thanh loa Bose các bác nhé. Loa Bose này thì nghe rất là sướng, nó giống loa Bose ở trên các dòng Mazda CX-5 hay là Mazda 6 các bác ạ. Đó. Creta thì là một cái phiên bản ra mắt để thay cho cái phiên bản Hyundai Kona, thì nó sẽ rộng rãi và cạnh tranh trực tiếp so với các dòng như là Kia Seltos, Honda HR-V. Đó, đại loại là như vậy. Thì các bác nếu như mà ưa thích cái dòng Hyundai Creta này, và đặc biệt là những chiếc xe nhập khẩu, thì các bác thấy này, xe nhập khẩu thì nó có một cái chất rất là riêng nha các bác nhé. Đấy các bác thấy này, cửa đóng rất là chắc, ngoài ra thân vỏ các thứ mọi cái nó cực kỳ là chắc chắn nha các bác nhé. Đấy. Xe này thì nếu như các bác có nhu cầu trả góp thì em vẫn cứ hỗ trợ các bác vay tối đa lên đến 65% nha các bác nhé. Đó, xe bên em thì bán bao check test bất kỳ đâu, nếu như sai cam kết nhận lại xe hoàn lại tiền cho các bác 100%. Đó, các bác mà có nhu cầu thì trải nghiệm và muốn chốt chiếc xe này thì mời các bác qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ là 77 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Hoặc các bác ở xa thì có thể alo trực tiếp cho em qua số hotline 0911 666 325 nhé. Inbox Zalo em có thể gửi chi tiết hình ảnh nội ngoại thất, giấy tờ và thông tin giá bán tốt nhất cho các bác. Và hiện tại chiếc xe Hyundai Creta phiên bản đặc biệt 2022, xe nhập khẩu nguyên chiếc màu trắng nội thất đen, lăn bánh 17.000 km này thì đang được bên em chào bán với mức giá đề xuất ra là 639 triệu đồng. Bác nào thiện chí thì em vẫn có giá tốt hơn cho các bác nhé. Đó. Clip về chiếc xe Creta ngày hôm nay thì em cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi và xem hết video của em Tình. Xin chào và hẹn gặp tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ.